Việc phát triển rừng là hướng đi hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích trong tương lai cho người dân, góp phần phòng chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực và đã trồng mới 1.500 hectare rừng, đồng thời công tác quản lý và bảo vệ rừng được các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo thực hiện. Tại huyện Nông Sơn, thực hiện dự án chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã trồng gần 30.000 cây lâm nghiệp bản địa như lim xanh, dổi xanh, trò nâu, lát hoa, tại các khu vực đất chống sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Bên cạnh đó đã triển khai trồng hơn 210 hectare rừng gỗ lớn, hoàn thành kế hoạch phát triển rừng được giao. Nhờ đó, nhiều nông dân ở đây đã có được sinh kế bền vững dưới tán rừng. Cũng thấy là cái cây này nó rất phù hợp với cái thổ nhưỡng đất đai ở đây. Cây này sau này sẽ là một cái dự án của rừng nguyên sinh. Nên sau này tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ mang lại cái tầm ảnh hưởng kinh tế với gia đình rất lớn. Thực hiện dự án chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với kinh phí 15 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Giai đoạn 2022 đến 2026, Quảng Nam đặt mục tiêu gieo tạo và trồng phân tán 600.000 cây xanh và trồng 70 hectare rừng tập trung trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố. Với tinh thần như vậy, tôi tin rằng năm 2023 nữa, trong cái công tác phát triển rừng có những kết quả rất khả quan, độ che phủ rừng sẽ tăng lên. Cái chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trong đó tập trung là chủ yếu trong các công việc trồng rừng phòng hộ, rồi khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, rồi hỗ trợ cho các cộng đồng dân cư trong công tác cùng nhau bảo vệ rừng và chú trọng các công tác mà cấp cái chứng chỉ cho có cái trồng rừng gỗ lớn, rồi trồng các cây lâm sản phẩm gỗ và có cái chương trình đặc thù của lâm nghiệp khác. Bên cạnh đó thì cũng phải đẩy mạnh cái việc mà triển khai thực hiện cái đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, tiến tới phát triển kinh tế rừng bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua. Qua đó góp phần nâng cao độ che phủ rừng, thúc đẩy phủ xanh đất chống đồi chọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái, đồng thời tạo nguồn gỗ làm nhà ở các huyện trung tâm, miền núi của tỉnh, hạn chế khai thác gỗ rừng tự nhiên, nâng cao thu nhập cho người dân. Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án này. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương về thẩm quyền, thủ tục, trình tự phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với phần diện tích rừng tăng thêm của dự án. Tổng diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 khoảng hơn 1.404 ha, tăng gần 350 ha so với nghị quyết số 273 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diện tích này thuộc 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Nguyên nhân chủ yếu do bước lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật cập nhật số liệu địa hình, địa chất, thủy văn, xác định chính xác hướng, tuyến, ranh giới, phạm vi chiếm dụng của dự án. Công tác phê duyệt chỉ được thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để bảo đảm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ chung của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương về thẩm quyền, thủ tục, trình tự phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với phần diện tích rừng tăng thêm, diện tích phát sinh ngoài phạm vi ranh giới được điều tra, đánh giá hiện trạng rừng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 273. Tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Thái Nguyên và tuyến đường liên kết Thái Nguyên Bắc Giang Vĩnh Phúc hiện đang triển khai thi công, tuy nhiên lại đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo chủ đầu tư tuyến đường liên kết Thái Nguyên Bắc Giang Vĩnh Phúc và tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hiện đại hạ tầng giao thông khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, việc thi công hai tuyến đường này đang gặp khó khăn trước áp lực về tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu vật liệu san lấp. Thời điểm này mưa nhỏ kéo dài cũng ảnh hưởng nhiều đến thi công. Tỉnh Thái Nguyên đã liên tục kiểm tra chỉ đạo các địa phương liên quan và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Các đơn vị thi công tập trung tối đa máy móc, nhân lực. Mặt khác, đề nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc trong khai thác mỏ đất, mỏ đá trên địa bàn tỉnh để tạo nguồn vật liệu xây dựng. Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ba dự án cải tạo nâng cấp đường sắt Bắc Nam từ nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ đồng loạt được triển khai trong quý 2 năm nay. Ba đoạn đường sắt Hà Nội Vinh, Vinh Nha Trang và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh được cải tạo nâng cấp giai đoạn 2 với các hạng mục thay ray, tà vẹt và một số cầu trên tuyến.
Dự kiến đến năm 2025, các dự án sẽ hoàn thành góp phần bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao năng lực chuyên chở, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên toàn tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, 4 dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, gồm 3 dự án Hà Nội - Vinh, Vinh - Nha Trang, Nha Trang - Sài Gòn giai đoạn 1 và 1 dự án nâng cấp cầu Yếu cũng đã được thi công.